theo chúng ta sẽ cùng nhau cắt ghép bông hoa. Chúng ta qua bên này, các bạn chọn vào công cụ này và chúng ta chọn vào những vùng này, chúng ta giữ shift để chọn thêm. Tôi muốn chọn những vùng trung gian, vùng sáng và vùng tối nhất. Sau đó các bạn vào phần select, các bạn bấm vào phần grow để chọn phát tán dựa vào những vùng chúng ta đã chọn, thì nó phát tán gần những đối tượng này này. Có thể các bạn sẽ chọn thêm tùy chọn như sau: criminal, chọn những đối tượng giống nhau, đúng không các bạn? Hoặc là tôi dùng cách nhanh hơn, tôi chọn quick selection tool, các bạn nhấn Ctrl+D trên bàn phím, bỏ chọn đi, tôi dùng tôi kéo. Cách này có vẻ nhanh và hữu hiệu hơn rất nhiều. Những vùng nào còn thiếu các bạn zoom lớn lên, các bạn nhấn shift cộng thêm. Nếu cộng kiểu này thì nó hơi bị nhiều, loang ra quá nhiều, tôi cần tính giá lại. Tôi có thể dùng các tùy chọn khác, chọn tùy chọn này, tôi nhấn shift cộng thêm. Chúng ta có thể kết hợp các đối tượng chọn khác nhau để hoàn thiện công việc của chúng ta. Sau khi chọn xong thì thực chất chúng ta đang chọn cái vùng ngoài mà thôi. Tôi muốn chọn một bông hoa thì chúng ta vào phần select invert bằng chữ y, chọn lại một bông hoa này. Sau khi chọn xong bông hoa, tôi biết rằng đối tượng như đã chọn nhưng nét của nó còn hơi cứng. Tôi làm như sau: sau khi chọn xong, các bạn bấm vào phần refine và cho đối tượng này thành màu trắng đen. Các bạn chọn zoom, zoom lớn lên. Sau khi zoom lên, chúng ta sẽ cùng nhau chỉnh sửa các đối tượng ở đây. Ví dụ như, chúng ta kéo lớn lên. Các bạn thấy ở đây những con như vệt, nó sẽ được mềm lên lắm. Khi mà trên mềm thì khi chúng ta cắt ghép, nó sẽ bị dỗ và trông nó khó chịu. Vậy khi bấm bảng lên, chúng ta thích được phần Smart Bias và kéo phần này lên. Các bạn thấy không? Chúng ta kéo và những cái đối tượng bán kính thông minh nó sẽ tự khử những đối tượng ngoài chúng ta. Các bạn kéo cũng vừa thôi, nhưng kéo quá cao thì đối tượng chúng ta cũng không được đẹp đâu. Tiếp theo bạn có thể làm mềm, mềm cạnh, để tăng độ tương phản cạnh. Tôi sẽ tăng này, nó sâu vào một chút, nhẹ hơn và đẹp hơn. Sau khi xong rồi, chúng ta có thể nhấn OK, kết thúc và thu nhỏ lại. Các bạn nhấn Ctrl+S và sau đánh xe thu nhỏ. Các bạn nhấn phím V để lệnh này, chọn đối tượng này, kéo qua bên này và đặt vào đúng vị trí của chúng ta. Ví dụ chúng ta cùng nhau đặt ở vị trí này. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tách xong các đối tượng gồm mặt trăng và các bông hoa. Ở video sau chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái hiệu ứng tia nắng sao cho hợp lý và đẹp nhất.